chào các bạn, mình là Hành An. Chào mừng các bạn đến với chương trình Giáng sinh yêu thương. Các bạn ơi, vào tháng 12 có một ngày lễ rất đặc biệt. Các bạn có biết đó là ngày gì không? Đó chính là ngày Noel, thường hay được gọi là ngày lễ Giáng sinh và là ngày Chúa Giêsu ra đời. Giáng sinh được tổ chức vào đêm ngày 24 và rạng sáng ngày 25. Vào dịp này, cả gia đình thường hay về quê như ở Nam Định. Ở đây, mình cùng ông bà nội trang trí cây thông Noel và đắp hang đá rất đẹp. Mỗi lần về quê, mình thích nhất là được đi lễ nhà chùa và được ông bà Noel tặng quà. Còn các bạn thì sao? Ngày Noel của các bạn như thế nào? Hãy kể cho mình nghe về nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.